Trời ơi. Ủa? Ủa? Sao tắt rồi? Sao tắt hết trơn rồi? Không sao, chắc gió lớn quá. Để chú đốt lại. Dạ ba đưa con đốt cho. Dạ con. Dạ. Ba. Dạ ba. Dừng lại. Hả? Dừng lại. Cái gì vậy? 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 Làm gì vậy? Lòng Duy Ngân không được cưới nhau. Nè, mày điên hả? Mày cái gì vậy? Mày nói cái gì vậy hổ? Lòng Duy Ngân là anh em đó. Cái gì? Mày điên hả? Buông ra. Lòng Duy Ngân là con của bác Hoàng. Con nói cái gì vậy hổ? Mày nói bậy để phá đám cưới hả? Đuổi nó đi. Đuổi nó ra ngoài. Đi đi. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Buông ra. Quậy quậy quá. Lòng Duy Ngân là con của bác Hoàng. Cái gì? Sao bác lại cố tình cho hai người đó cưới nhau? Mày cấm đi. Bác Hoàng, con không có nói bậy. Ngân là con của bác với dì Ba Sương. Còn thằng Long là đứa con ruột của bác chứ không phải là thằng Tình đâu. Ủa mày nói cái gì vậy? Tao làm sao là con của bác Hoàng được? Tao là con của ba mẹ tao mà, đúng không mẹ? Long, tao không có nói bậy đâu. Bác Hoàng, nếu bác không tin, bác khỏi dì Tư với dì Ba coi đây có phải là sự thật không. Nó nói đúng đó. Thằng Long với con Ngân là con của mày đó. Trời ơi. Sương, con Ngân có phải là con của tôi không? Chị Tư, thằng Long có phải là con của ông Hoàng không? Vậy con Ngân là con của ông Hoàng sao? Mẹ, làm sao được hả mẹ? Không phải không mẹ? Phải không vậy mẹ? Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Chị Xuân ơi, chị nói đi, thằng Long không phải là con của tôi không? Mẹ à, mẹ nói con biết đi. Đây là sự nhầm lẫn của đúng không? Con là con của mẹ. Còn thằng Tình mới là con của chú Hoàng có đúng không mẹ? Mẹ trả lời con biết đi. Mẹ xin lỗi con. Năm xưa mẹ đã mua con từ bà chính mẹ của thằng Tình. Vì mẹ không muốn con biết sự tình nên mẹ đã giấu con. Còn bà chính vì muốn thằng Tình được sung sướng nên bà mới để cho nhận ông Hoàng làm cha. Chị Ba, bình tĩnh chị Ba. Mẹ, không phải như vậy có đúng không mẹ? Đây là sự nhầm lẫn có đúng không mẹ? Là sự nhầm lẫn có đúng không mẹ? Chị có chắc thằng Long đúng là con của tôi không? Biết đâu bà lại đã bán đứa trẻ khác cho chị thì sao? Chính miệng bà đã nói với tôi. Còn kêu tôi lấy tóc thằng Long đưa bà đi xét nghiệm nữa. Đây là hình lúc tôi mới nhận nuôi thằng Long. Anh coi có phải con anh không? Đúng rồi, hình ảnh này là của thằng Ghi hồi nhỏ ở đây mà. Trời, ông không phải là cha của tôi. Tôi chính là không phải là anh em. Không phải, đây là sự nhầm lẫn. Không phải là như vậy. Bắp đùi phải của con có một bớt son đỏ đúng không? Nếu phải thì con đúng là con trai của ba đó. Long, phải không mày? Để tao kiểm tra coi. Bà khỏi coi. Con dạy để bơi. Con thấy nó có cái bớt. Mày có chắc không? Chắc. Chắc vậy hai đứa nó là anh em làm sao lấy nhau được? Thôi vậy xù đi. Trời ơi. Ngân.
Ngân không phải là em của tôi. Ngân không phải là em của tôi. Ngân không phải là em của tôi. Long, Ngân ơi, tại sao vậy hả mẹ? Mẹ trả lời cho con biết đi, tại sao? Ngân ơi, tại sao vậy hả mẹ? Xin lỗi, xin lỗi con. Ba ơi, Ngân, tại sao? Tại sao ba lại đối xử với con vậy hả ba? Tại sao vậy ba? Cầm mồm. Có trách thì trách con đàn bà chắc nết kia kìa, mẹ của mày đó. Bà đã lừa tao và thằng cha khốn nạn của mày. Tao phải để con của tụi bay trả giá. Người ơi con. Thì ra mày đã có âm mưu từ trước. Mày kêu tao là chủ hôn cho hai đứa con của tao. Đồ đồ. Ê, trời ơi anh Hoàng ơi, tao giết mày. Mày tao. Đừng mà. Đừng. Giật ra. Nè, nè, ê, mày, 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 bộ, mày định tự thôi xuống. Ê, mày định tự, ê, trời ơi, nó tự, ê, Long. Tao cứu mày. Long, tao đó, bình tĩnh.